Nhà hàng ở Sài Gòn có gần 200 tiếp viên múa khỏa thân, bán dâm. Hoàng Trang Găm, 43 tuổi, bị cáo buộc thuê nhiều người quản lý gần 200 nhân viên nữ múa khỏa thân, bán dâm, phục vụ khách Hàn Quốc. Hoàng Trang Găm cùng 4 quản lý nhà hàng bị Phòng Cảnh sát Hình sự PC02, Công an thành phố Hồ Chí Minh bắt về hành vi môi giới mại dâm ngày 1 tháng 12. Hoàng Trang Găm, giữa, và các quản lý bị bắt. Trước đó, cảnh sát phát hiện nhà hàng Joy trên đường Nguyễn Thái Bình, quận 1, do Hoàng Trang Găm làm chủ, có nhiều dấu hiệu nghi vấn. Cơ sở này gồm 30 phòng, kinh doanh karaoke không phép, luôn có 3, 5 bảo vệ gác cổng. Khi đoàn kiểm tra tiếp cận thì toàn bộ các dàn karaoke đều ở chế độ không hoạt động. Mỗi ngày, nơi đây đón hàng trăm khách Hàn Quốc đến ăn nhậu, sau đó được ô tô đưa đi cùng các cô gái trẻ. Nhận định Joy hoạt động mại dâm trá hình, PC02 lên chuyên án triệt phá. Đêm 3 hôm trước, hàng chục trinh sát phối hợp phòng quản lý xuất nhập cảnh 308, công an quận 1 chia là nhiều mũi bao vây nhà hàng, khống chế bảo vệ, ập vào kiểm tra. Bên trong nhiều phòng karaoke, khách Hàn Quốc đang ăn nhậu cùng các nữ tiếp viên ăn mặc mát mẻ. Cùng lúc, tổ công tác khác ập vào khách sạn Akaoia trên đường Lý Tự Trọng, quận 1 và chung cư Sunrise CTV, quận 7, bắt quả tang 3 tiếp viên nhà hàng Joy đang bán dâm cho khách theo điều hành của quản lý. Theo trinh sát, Hoàng Trang Găm cùng các quản lý biết nhà hàng bị kiểm tra, đã bỏ trốn đến Đồng Nai, An Giang, Cần Thơ, Đồng Tháp nhưng bị bắt giữ ngay sau đó. Từ lời khai của các quản lý, tiếp viên, sổ sách ghi chép, cảnh sát xác định ông chủ Hàn Quốc đã chỉ đạo tuyển chọn gần 200 nữ nhân viên trẻ đẹp, tổ chức múa khỏa thân, bán dâm phục vụ khách Hàn Quốc. Họ sẽ được nhà hàng điều xe sang đón đến ăn nhậu, trải nghiệm các dịch vụ, rồi đưa qua các khách sạn, căn hộ cao cấp vui vẻ với người đẹp. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định chủ nhà hàng và đồng phạm thu lợi hơn 20 tỷ đồng từ các dịch vụ môi giới mại dâm. Vụ án đang được mở rộng. Trong cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm để giữ an ninh trật tự cho người dân đón Tết Nguyên Đán 2024, liên tiếp những ngày qua Công an thành phố Hồ Chí Minh và các quận huyện đã bắt nhiều băng nhóm giang hồ, cướp giật. Với tệ nạn mại dâm, cảnh sát triệt phá nhiều đường dây lớn như Nguyễn Trần Cao Nguyên, 41 tuổi, cơ trưởng một hãng hàng không tổ chức, Hồ Thị Hạnh, 22 tuổi, cầm đầu đường dây mại dâm có một số người mẫu ảnh, diễn viên, Hoa Khôi, Hot Girl, Giang Lây, 38 tuổi, bị cáo buộc tuyển 200 nhân viên nữ tại nhà hàng Fosun ở quận 5 để phục vụ khách nước ngoài đến hát karaoke và mời chào mua dâm. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, hãy đăng ký bật chuông để lại bình luận bên dưới và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.